quá bẩn thỉu. Người chồng ly hôn vợ sau 23 năm chung sống. Sau 23 năm chung sống cùng với vợ và ba cậu con trai kháu khỉnh, một người đàn ông họ Trần ở thành phố Đài Loan đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình vì thói quen sống quá bừa bộn, bẩn thỉu của người vợ. Sau khi kết hôn, vợ của anh Trần bắt đầu bộc lộ thói quen sống nghèo nàn, kém khoa học của mình. Cụ thể là quần áo giặt sạch sẽ xong, chị vợ cũng chẳng buồn phơi khô mà để vậy cho ẩm mốc bốc mùi. Dọn nhà cũng là một khái niệm khá trừu tượng với người vợ, nên nhà cửa luôn trong tình trạng bừa bộn, không khác gì là một bãi rác. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa là gì so với những bữa ăn đầy dinh dưỡng mà vợ anh Trần chuẩn bị cho gia đình. Bởi trong nồi cơm hay các món ăn của chị thường xuyên xuất hiện côn trùng, chủ yếu là gián, khiến cho anh và các con của chị thường nôn mửa ngay tại bàn ăn. Tuy được góp ý nhiều lần, nhưng thay vì tiếp thu và sửa đổi, vợ của anh Trần lại đáp tỉnh bơ: như thế thì bổ sung thêm protein, chứ có gì đâu mà. Ngoài trái ngược về thói quen sinh hoạt, tình cảm vợ chồng anh Trần còn sức mẻ do công việc của người vợ. Theo đó, vợ anh Trần mở một cửa hàng quần áo, nhưng tình hình kinh doanh không mấy tốt đẹp, nợ nần chồng chất. Mặc dù vậy, vợ anh Trần không hề hé răng một lời với chồng, cho đến khi nhà anh thỉnh thoảng có người tới tận cửa đòi nợ. Lúc này, anh Trần đã giúp vợ trả hết các khoản nợ. Cảm thấy mối quan hệ hôn nhân rất khó để duy trì, nên sau khi cân nhắc một thời gian dài, anh Trần đã đệ đơn ly hôn lên tòa án và trình bày rõ các lý do. Trong phiên tòa đầu tiên, vợ anh Trần không những phủ nhận thói quen sinh hoạt nghèo nàn của mình, mà còn một mực khẳng định những khoản nợ của cô đều do cô tự trả, không hề được anh Trần giúp đỡ. Ngược lại, người vợ còn tố cáo trước tòa rằng anh Trần nuôi nhân tình bên ngoài, không có trách nhiệm chăm lo cho ba đứa con. Thỉnh thoảng, khi anh Trần không vui, cô còn sẵn sàng đánh đập gì đó. Trước những lời cáo buộc của vợ, tòa đã xử anh Trần thua kiện. Không chấp nhận quyết định của tòa, anh Trần nộp đơn kháng cáo. Và trong phiên tòa thứ hai, ba người con của anh Trần đã ra trước tòa để làm chứng cho bố. Trước tòa, ba người con trai của anh Trần đều khẳng định thói quen sinh hoạt của mẹ thực sự khác với người thường. Mẹ tôi chưa bao giờ biết tới khái niệm dọn nhà là gì. Hơn nữa, với việc kinh doanh quần áo, nhà tôi luôn chất đầy những túi to, túi nhỏ mà chẳng bao giờ được cất gọn gàng một góc. Căn nhà quả thực bừa bộn tới nỗi kiếm chỗ đặt chân cũng khó. Bố tôi quả thực không thể chịu đựng được thói quen của mẹ. Họ đã cãi nhau về vấn đề này được khoảng 5 năm rồi. Sau khi xem xét, tòa án cho rằng thói quen sinh hoạt của vợ anh Trần không tốt, còn thêm việc nợ nần trong khoảng thời gian dài khiến người chồng khó chịu và quả thật vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường. Cuối cùng, tòa án đã chấp nhận đơn ly hôn của anh Trần.